điện thoại đâu. Không được. Ủa sao vậy? Bởi vì bây giờ đã hơn 10 giờ rồi, con biết là má đang làm gì mà. Đâu có sao đâu, má nói lúc má đi công tác, chỉ cần con nhớ má thì có thể gọi điện thoại cho má. Má chỉ mới vừa đi công tác thôi, bây giờ là lúc vất vả nhất. Nói không chừng má mệt quá đang ngủ rồi. Vậy hả? Được rồi, vậy ngày mai con sẽ gọi. Biết tiểu công chúa nhà chúng ta thương má nhất rồi hả? Con không phải là tiểu công chúa đâu, con là nữ hoàng. Má đã về rồi. Má ơi. Má, khuya rồi sao con ghé đây? Má đi thăm một người bạn, luôn tiện ghé qua đây thăm con. Nhuế Nhuế, sao không thưa bà đi? Chào bà nội. Ngoan lắm. Nó đâu? Chưa về hả? Mấy giờ rồi? Không phải lại tăng ca nữa chứ? Má con đi công tác rồi. Lại công tác không phải vừa mới về sao? Chưa chi để đi nữa hả? Má con rất bận rộn. Không phải chỉ có má con bận rộn, ba của con cũng rất vất vả. Ba con vừa phải trông tiệm, vừa phải chăm sóc con và cả người mẹ kia của con má nữa. Ở trước mặt trai con. Con gái ngoan, con về phòng soạn cặp đi học đi. Ba không soạn giúp con hả? Đã lớn như vậy rồi, đồ đạc của mình phải tự biết sắp xếp chứ. Con gái à, ngoan đi, con về phòng soạn tập vở trước, chút nữa bà kiểm tra lại cho. Má. Má, má biết là nó vẫn còn nhỏ mà. Còn nhỏ hả? Hồi con 5 tuổi đã quét nhà cho má rồi. Trẻ con không thể nuông chiều mà phải dạy nó. Con đó, đừng có dở nói cái gì cũng nghe hết á. Nó biết cái gì? Miếng tả đầu tiên của Nhuế Nhuế là do mẹ mặc cho nó đó. Má, kêu điện thoại cho nó. Má phải hỏi nó. Bỏ mặc chồng con ở nhà, một thân một mình bay nhảy ở bên ngoài là muốn gì đây? Má, con lại muốn nói giúp cho nó nữa chứ gì? Con... Có phải là nó gây rắc rối gì cho con không? Cô ấy không có. Tại sao lúc nào con cũng đứng về phía nó, nói tốt cho nó làm cái gì vậy chứ? Sau này sẽ không có nữa đâu. Con và cô ấy... đã sắp ly dị rồi. Ly... ly dị hả? Con đề nghị với nó hả? Là cô ấy. Nó đề nghị? Ừ. Con để nó đề nghị hả? Nó có tư cách gì đề nghị? Hai đứa cưới nhau 6 năm, việc nhà thì con làm, con cái con chăm sóc. Cho dù làm vợ hay làm mẹ, nó cũng không làm tròn bổn phận. Nó có tư cách gì mà lên má tiếng ở đây chứ? Muốn ly dị cũng là con bỏ nó chứ không phải nó má bỏ con. Con của con đang ở nhà, má đừng có nói nữa. Vậy vậy đứa nhỏ theo họ Lục nhà mình hả? Tôi có đồng ý là cùng nhau nuôi dưỡng. Vậy Nhuế Nhuế vẫn chưa biết gì? Tôi còn muốn chờ khi con nó quen với cuộc sống sau khi chia tay sẽ nói với nó sao. Tụi con sao? Ly dị là đường ai nấy đi rồi, còn tụi con cái gì nữa. Mà nói cũng phải,
Vậy chuyện này... Má biết rồi, má sẽ không nói nữa. Trời ơi, má thật không biết phải nói cái gì với con nữa. Rõ ràng có cơ hội để tìm một đối tượng thật tốt, rốt cuộc cứ khăng khăng yêu con nhỏ đó. Ba, con đã bận cả ngày rồi, con thấy hơi mệt. À, má cũng mệt rồi. Bữa nay má ở lại đây nha. Lên giường đi con. Ba ơi. Ừ? Ngày mai bà nội sẽ về có đúng không ba? Bà nội cũng rất thương cháu gái. Nội biết má đi công tác, vì vậy nội sợ một mình con sẽ cô đơn đó. Con không có đâu, con đã lớn rồi, con có thể ngủ một mình. Con gái ngoan, má cũng kêu con nghe lời bà nội mà, có đúng không? Con đúng là nữ hoàng ngoan nhất của ba. Nhuệ Nhuệ, tối nay nội sẽ ở đây ngủ với con nha. Ngoan quá. Nhuệ Nhuệ qua đây. Qua đây qua đây, được rồi. Ô, được rồi, tối nay Nhuệ Nhuệ cứ việc giao cho má. Sáng mai còn phải mở tiệm nữa đó. Con đi ngủ đi. Cảm ơn má. À, con gái ngủ ngon nha. Ba ngủ ngon. Ngoan quá. Tối nay nội sẽ kể cho con nghe câu chuyện Hoàng Hương ở trong 24 tấm gương hiếu thảo, được không? Dạ được. Hoàng Hương là một người con rất hiếu thảo. Cậu biết cha mình làm việc rất vất vả, lại phải chăm sóc mình, cho nên trong lòng cậu cảm thấy rất là bất an. Vậy là mỗi ngày cậu đều giúp cha làm việc nhà nè, vì muốn ban đêm cha được ngủ ngon giấc. Cho nên mỗi khi vào mùa hạ, cậu đều đi tìm một cái quạt thật là lớn, quạt mát cái giường nóng bức, quạt hết cả cái giường luôn đó con. Như vậy nè, đó, quạt qua quạt lại, quạt qua quạt lại. Được chưa con? Cảm ơn ly. Nè, hôm nay là tiệc ăn mừng Giang Kỳ đã giành được căn phòng cuối cùng của bà Đồng. Thái độ của cô là sao hả? Người đâu phải là không tìm được. Hôm nay không tìm được thì ngày mai tìm tiếp, vậy là được rồi. Cô lo cái gì chứ? Tôi sợ không kịp ngày kết bài. Bỏ đi hôm nay chỉ còn lại có 5 ngày thôi à. Ai biết ông giáo sư Mao đó đã giết được tới đâu rồi chứ. Nhưng mà bây giờ cô suy nghĩ nhiều cũng vô ích thôi. Chờ tìm được người rồi mới tính. Mau ăn đi. Ăn đi. Nè, nhưng mà cô gặp được anh Lâm đó đúng là rất trùng hợp đó. Gặp ở Macau, trở về Đài Loan lại gặp lần nữa. Wow, chòm sao của cô không phải ra 5 ngôi sao chỉ số tình yêu à. Tỏa sáng lấp lánh nha. Hay lắm, tình yêu của cô tới rồi đó. Cạn ly. Tôi đã bực mình lắm rồi, các cô còn ở đó chọc tức tôi. Chòm sao giật ngủ gì đó rõ ràng là không đúng. Nó chỉ số may mắn của tôi có tới 4 ngôi sao, nhưng không những không tìm được giáo sư Mao, còn gặp cái tên siêu không biết điều đó nữa. Làm gì vậy? Cô định xóa phần mềm coi bói đó hả? Tôi phải tìm cái chính xác hơn. Giận cá chém thớt lên cái điện thoại thì được gì chứ. Nếu không phải làm sao đây? Tên quả tinh đó còn nói với tôi là quân tử di khi dĩ phương, tiểu nhân dụ chi dĩ lợi. Ôi trời ơi, hắn xí xồ xí xào cho một đống luôn á. Tôi và hắn rõ ràng không nói chuyện được. Cô không có phản ứng gì hay sao? Phản ứng gì chứ? Tôi hiểu ngụ ý của nó. Hắn nói cô là tiểu nhân. Vậy sao? Vụ lợi là hành vi của tiểu nhân. Phải hả? Hắn nói tôi là tiểu nhân đó. Cô là khủng long hả? Tới bây giờ mới nghĩ ra. Tôi không nghĩ kỹ mà. Tôi cảm thấy tên làm gì trong đó có lẽ từ nơi khác tới. Người vượt thời gian đó. Hắn có lẽ là người đời Thanh. Hắn rất thích cổ ngữ mà. Tôi cũng nghi ngờ cô vượt cái gì đó tới đây. Thật sao? Là đời nào hả? Chắc đời Đường rồi. Là vượt qua lỗ hổng của bộ óc đó. Mẹ, cha chửi con kìa. Mẹ cái gì chứ? Cô tìm việc tới đâu rồi? Vẫn còn muốn làm biếng sao? Làm gì có.
tôi đã đăng ký hồ sơ trên trang web việc làm để tìm việc thời vụ rồi. Thời vụ? Ừ. Hạ Chi Cần, cô không thể tìm một công việc ổn định được hay sao hả? Phải đó. Cô cứ đi nước ngoài nửa năm, làm việc nửa năm, chơi chán lại trở về tìm việc làm. Nhìn bề ngoài như vậy có vẻ rất tự do, nhưng thật ra không hề ổn định chút nào. Cô bao nhiêu tuổi rồi chứ, cô không cần suy nghĩ cho tương lai của mình sao? Thời vụ rất tốt mà, thời gian ngắn lại có quyền chủ động tuyệt đối, cũng không bị bó buộc mãi ở một chỗ. Muốn làm thì làm, không muốn làm thì đi chơi, tự do biết bao nhiêu. Cô làm ơn đi, đừng có nói hưởng thụ hiện tại gì gì đó nữa được không? Cô cứ tiếp tục chơi bời hưởng thụ như vậy, ngày nào đó cô già cả không đi đứng nổi nữa thì lúc đó tính làm sao? Tính sao hả? Tôi cũng đâu biết tính sao. Có thể làm gì đây? Không sao hết, vẫn còn các cô mà. Theo người người chạy đó. Sao hả? Nghĩ ra được cách kiếm người chưa? Không lẽ tôi lại phải để dục mất bảo tọa phó chủ biên nữa sao chứ? Chủ biên chiếu cố tôi như vậy, còn ám chỉ cho tôi biết cơ hội của tôi rất lớn. Yên tâm đi, cô gần như ngồi chắc rồi mà. Chúc mừng cô. Cảm ơn. Nè, ngày đầu tiên cô làm phó chủ biên sẽ mặc đồ gì? Làm chính thức thì nhất định khoan phải... Khoan đã. Cô đã đòi được bản thảo chưa? Hay là đã nhận được thông báo của phòng nhân sự chưa? Vậy chưa chi cô đã vui mừng làm cái gì? Lý Hiếu Tế chẳng qua chỉ là ám chỉ thôi, không có nghĩa là quyết định của cấp trên. Được chứ? Vẫn là có cơ hội mà. Chờ cô lấy được bản thảo, cô hãy tiếp tục nghĩ, tiếp tục lo lắng cô nên mặc gì, ok? Ây, tôi cũng đâu biết là phải làm thế nào đâu. Cái miệng của tôi Lâm Dĩ Trung đó cứng ngắc giống như là nắp hộp mứt ở trong tủ lạnh vậy. Tôi cố sức cũng không mở được. Phải đó, hắn còn nói cái gì khi chi Dĩ Phương nữa. Nhưng mà chúng ta còn nên giải quyết bằng bạo lực không? Bạo cái đầu của cô đó. Cô tưởng cô đang làm xã hội đen hay là làm tiểu thái muội vậy? Phụ nữ 30 tuổi phải biết dùng cái này. Thắng bằng trí tuệ mới là phụ nữ thật sự. Cô có cách gì rồi đúng không? Hắn nói cái gì quân tử khi chi Dĩ Phương có đúng như vậy không? Đối phó với loại đàn ông như Lâm Dĩ Trung thật sự không khó. Mấy giờ rồi? Sao cô chưa đi ngủ đi? Tôi đi ngủ liền đây, tôi sắp coi hết rồi. À, coi bộ lần này cô muốn thăng chức thật rồi. Tôi làm ở Thanh Hòa lâu như vậy rồi, đâu dễ gì có được cơ hội thăng chức chứ. Không cố gắng đâu có được. Nếu như tôi có thể được làm phó chủ biên, ba má của tôi nhất định sẽ rất là vui mừng. Đứng trước mặt em trai tôi cũng không cảm thấy thua nó xa quá nữa. Vốn dĩ là cô không nên nghĩ như vậy được chứ. Nó là nó, cô là cô mà. À... Được rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa, cô đừng thức quá khuya. Người ta nói cơ hội sẽ đến cho những người có sự chuẩn bị tốt. Sao? Cô như vậy gọi là nước tới chân mới chịu nhảy đó. Có vẫn đỡ hơn không mà. Vậy sáng ngày mai 8 giờ cô thức dậy cũng được. Vậy thì tôi sẽ không kịp nấu bữa sáng đâu. Tôi muốn ra bên ngoài ăn không được sao? Cô muốn để tôi ngủ thêm chút nữa có đúng không? Tôi không có nói như vậy. Tấm lòng của cô tôi đã nhìn thấy rồi nha. Cảm ơn cô. Những gì lúc tối dạy cô? Yên tâm, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Bước đầu tiên, kế sách ai binh, động lòng đối phương. Nếu như không phải vì giáo sư Mao kéo dài bản thảo lâu lắc như vậy, mình cũng không muốn thúc ép như vậy đâu. Là một người biên tập, mình rất rõ không thể thúc ép tác giả. Càng ép sẽ càng không viết được gì hết. Xin chào quý khách. Sao lại là cô? Cô làm việc ở gần đây hả? Không phải, công ty của tôi cách nơi này một khoảng khá xa đó. Một khoảng là bao nhiêu? 10 cây số cũng là một khoảng, 100 cây số cũng là một khoảng, cho nên một khoảng của cô. Đi xe ô tô thì mất khoảng nửa giờ đồng hồ đó. Gần công ty không có siêu thị hay sao? Đi xa tới vậy để mua đồ làm gì? Dĩ nhiên là có rồi. Ê trời ơi, đây không phải là chuyện chính đâu. Vậy chuyện chính là gì?
tôi tới là để nhờ giả anh. Anh có thể cho tôi biết làm sao tìm được giáo sư ma ông không? Giáo sư không thích bị làm phiền đâu. Tôi cũng đâu muốn ép người ta chứ. Là một người biên tập, tôi rất rõ không thể ép buộc tác giả, mà anh càng ép ổng thì ổng càng không viết được gì. Nhưng mà nhà xuất bản của tôi tổng cộng có 83 người, 83 gia đình, cộng thêm ở ngoài xưởng in hơn 100 người nếu đang chờ bản thảo của ông giáo sư Mao để ra tập san, thì còn có hàng triệu độc giả yêu sách cũng đang chờ sách mới của giáo sư Mao nữa. Anh hãy nói đi, tại sao tôi không nghĩ cách đòi bản thảo? Anh hãy nói đi, bây giờ tôi phải làm sao mới được đây chứ? Anh hãy nói đi. Anh có thích sách không? Ừ. Vậy anh có biết cảm giác trông ngóng cuốn sách mới của tác giả mình thích được xuất bản hay không? Chuyên ngành tôi học là thơ văn thời Đường Tống, nhưng mà những người tôi ngưỡng mộ đều chết hết rồi. Chết chắc rồi. Trong giấy đâu có viết tình huống này đâu. Vậy thôi đi, tôi hết biết nói gì rồi. Đáng ghét. Đã hứa tháng trước sẽ giao bản thảo, bây giờ dây dưa cả tháng rồi mà vẫn chưa chịu giao. Ngồi làm việc gì kỳ vậy chứ? Thầy giáo có tiết dạy từ 1 giờ tới 4 giờ rưỡi chiều 2-4-6. Cô còn muốn biết gì nữa không? Tại sao anh cho tôi biết vậy? Là do bản thân thầy không tuân thủ ngày giao bài trước thôi. Bình thường lúc không có tiết dạy, thầy sẽ ở trong phòng nghiên cứu. Nếu cô muốn tìm thầy thì không nên gõ cửa phát ra tiếng động, cứ đẩy thẳng đi vào trong. Lúc thầy không muốn gặp ai hay không muốn nói chuyện với ai thì sẽ kéo rèm cửa lại. Sao anh rành dữ vậy? Phòng nghiên cứu tôi học ở kế bên phòng thầy. Cô làm gì vậy? Bây giờ ông có thể cho tôi biết bản thảo ông viết tới đâu rồi? Ông định tới khi nào thì giao bản thảo đi? Vẫn còn khoảng phần tư nữa là xong mà. Vậy thì làm phiền ông, mau viết đi. Ông bị sao vậy? Khó chịu quá. Không khí quá tù túng mà không viết được nữa. Chuyện gì nữa? Ngón tay của tôi bị chuột rút, không thể đánh chữ được. Được rồi, ông đứng lên đi, đọc đi tôi đánh cho. Không được, bây giờ tôi thấy rất đói, không có linh cảm,
không có cảm hứng. Ra ngoài mua chút gì đó được không? Được thôi. Hay là chúng ta kêu thức ăn nhanh đi ha. Cô, người đó là Trần Kiện Phú. Kiện Phú? Kiện Phú đâu? Bên đó, bên đó, bên đó kìa. Ai hả? Người mặc áo sơ mi màu trắng đó. Kiện Phú đâu có mặt. Giáo sư Mao. Ông. Để cho ông chạy rồi. Vị trí phó chủ biên của tôi đâu có lý nào chạy mất. Bấm chặt dữ vậy. Xin lỗi. Xin lỗi. Nè giáo sư, tôi xin ông cho bản thảo cho tôi đi. Tôi cũng xin tôi làm ơn, đừng có bám theo tôi nữa mà. Vì 40 triệu bạn đọc, tôi không thể nào để cho họ thất vọng được đâu giáo sư. Đài Loan chỉ có 27 triệu người, lấy đâu ra tới 40 triệu chứ. Còn lượt phát hành ở nước ngoài nữa chi. Thuế xuất bản đầu sách của tôi nhiều nhất chỉ có 100.000 bản, chưa từng có con số 40 triệu đừng gạt tôi. Chỉ phóng đại chút xíu thôi mà. Nhưng mà có rất nhiều độc giả đang chờ tác phẩm mới của ông đấy giáo sư Mao à. Biên tập mấy người lúc với bản thảo đều nói như vậy. Giáo sư à, tôi không thể không có ông đâu. Đừng có gạt tôi. Không thể không có ông. Câu này Trần Kiện Phú lần trước đã dùng rồi. Tạm biệt. Còn ta đến lúc lúc. Mời lên giải quyết cổ giùm tôi đi. Nè, là giáo sư đã trễ hẹn trước. Anh không thể nào giúp đỡ kẻ ác được đâu. Tôn sư trọng đạo, hữu sư đệ tử phục kỳ lão, hữu tử thực tiên sinh soạn. Thầy à, hình như thầy không giao bản thảo đúng hẹn mà. Cậu giáo sư Mao à, coi như tôi cầu xin ông có được không? Ngày phát hành sách đã được đăng rồi, trang bị cũng đã thiết kế xong luôn, nửa cuốn đầu cũng đã được hiểu đến xong luôn rồi, đánh máy xong. Bây giờ tôi chỉ chờ nửa cuốn sau của ông thôi. Ông không thể nào để độc giả thất vọng được đâu. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi viết thì được chứ gì. Có thiệt không hả? Cảm ơn ông. Tôi phục cô thiệt á, vì bản thảo mà chạy bám gót theo tôi. Chưa từng thấy người biên tập nào dai như cô. Vậy 4 ngày nữa giao bản thảo có được không? Chuyện này được. Chuyện tôi nói được thì sẽ làm được. Không tin thì cô hỏi hắn đi. Nhưng thầy đã trễ hẹn người ta một tháng rồi. Cậu hả? Cậu, lúc này bộ cậu không thể nói giúp giùm tôi được hay sao hả? Lời nói không thể chối bỏ được, phải thông qua ngôn từ văn tự, hành động thực hiện nó. Học kỳ trước thầy dạy em vậy mà. Cậu, trời, sao tôi lại có cái thứ học trò như là cậu chứ? Ê giáo sư Mao à, tôi tin lần này ông nhất định sẽ nói được làm được. Tôi tin tưởng ông đó. Cậu nhìn đi, cậu nhìn đi, như vậy mới gọi là tôn sư trọng đạo đây nè. Em nhớ thầy dạy em, nghĩ cái gì thì nói cái đó, không cần khách sáo với thầy mà. Tôi đi viết bản thảo còn tốt hơn là nói chuyện với cậu. Tạm biệt. Cố lên. Lần này ông sẽ giao đúng hẹn chứ? Cô tin thầy lắm mà. Nói thật lòng, thật ra tôi vẫn rất lo lắng. Anh không biết chứng khủng hoảng của biên tập và bị tác giả dễ dời nghiêm trọng cỡ nào đâu. Dễ dời là gì? Bị gạt, bị lừa, bị thất hứa, đại loại là như vậy á. Tại sao bị gạt lại gọi là dễ dời? À, tôi còn việc ở công ty, tôi đi trước nha. Quần của tôi. Cô bị thương rồi. Ôi trời, quần của tôi làm sao đây? Chân cô quan trọng hay cái quần quan trọng hơn vậy? Dĩ nhiên cái quần của tôi quan trọng hơn. Thương tích thì nó lành lại được. Còn cái quần này rất là mắc đó.
Tôi đã suy nghĩ 3 tháng trời mới dám cắn răng mua nó. Ờ được rồi, phòng nghiên cứu có hộp thuốc, có cần tôi đưa cô tới đó xức thuốc không? Tôi dìu cô nghe. Không cần đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi mà. Con người của anh thật ra cũng rất là tốt đó. Phòng nghiên cứu cách đây xa không? Nếu tính theo sải chân của tôi thì khoảng 280 bước. Nếu tính theo sải chân của cô thì khoảng 500 bước á. Ủa sao vậy? Tại chân của cô nó không có được dài. Nhiều sách quá. Đâu có nhiều lắm, những quyển sách quý đều phải được cất riêng biệt. Ồ. Anh bị nghiện sạch sẽ hả? Có một chút. Tấm hình này có thể cho tôi mượn coi một chút không? Được chứ. Anh lượm được nó hả? Chú chó con này có phải ở trước cửa siêu thị tiện lợi? Hơn nữa nó còn quấn một cái khăn choàng đỏ không? Sao cô lại biết? Con chó này do cô dứt bỏ hả? Dĩ nhiên là không phải rồi. Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Tôi thấy chú chó con đang rất lạnh nên mới quấn khăn choàng của tôi cho nó, còn đút sữa cho nó uống nữa. Vậy là cái khăn choàng này là của cô? Là của tôi. Do tôi tự đan đó. Xin lỗi nghe, tôi không biết. Nó bị con chó cắn rách cho nên tôi mới cắt nó ra. Một mảnh làm miếng lót, phần còn lại làm khăn choàng. Vậy đó. Sao lại trùng hợp tới vậy chứ? Tuy là sẽ không giống lắm, nhưng tôi sẽ đan một cái khác trả cho cô nha. Anh biết đan khăn choàng hả? Tôi đâu biết, nhưng mà có thể học mà. Ê, chú chó con đó bây giờ thế nào rồi? Nó có ngoan không? Tôi có thể tới thăm nó được không? Con chó con đó, nó chết rồi. Sao lại như vậy chứ? Đêm đó thời tiết thật sự rất lạnh. Lẽ ra tôi không muốn để ý tới nó, nhưng mà con chó con đó thật sự rất là dễ thương. Mày dễ thương như vậy, chủ của mày nhất định sẽ quay lại tìm mày thôi. Tôi cứ tưởng chủ của nó sẽ quay lại tìm nó. Tôi đã ở với nó rất lâu, cũng không thấy ai. Mới xác định nó đã bị dứt bỏ. Sau đó tôi để lại mảnh giấy, cũng không thấy ai gọi điện thoại tới nhận. Còn sau đó? Tiếp đó một tuần lễ sau con chó bị bệnh. Ngày tiếp theo nữa thì nó chết rồi. Có khi nào hôm đó quá lạnh, tôi không đưa nó về nhà ngay lập tức, cho nên nó bị lạnh tới nổi cảm luôn, cho nên nó mới bị bệnh không? Không phải đâu.
Bác sĩ nói thể chất của con chó giống vậy rất yếu ớt, nó có bệnh tim bẩm sinh, rất khó nuôi sống được. Có lẽ vì vậy mà bị bỏ rơi. Cảm ơn anh đã đưa nó về chăm sóc nha, để nó ra đi nhẹ nhàng những ngày cuối đời. Chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng mà tôi không thể làm được những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa. Lần sau nếu cô gặp hoàn cảnh tương tự như vậy, cô nên làm theo những gì mình nghĩ thì sẽ không phải hối tiếc như vậy nữa. Cũng phải. Con người của anh lâu lâu cũng biết nói một câu dễ nghe. Trước giờ tôi đều nói điều dễ nghe. Cầm lấy đi. Được sao? Cô không ngại hả? Tôi đang không được đẹp cho lắm, vậy nên. Mặc dù là vậy nhưng mà nó giữ ấm tốt lắm đó. Thiệt mà. Vậy nên ý của anh là anh cũng cảm thấy tôi đang không được đẹp lắm hả? Con người anh chẳng lẽ không thể nói chuyện khách sáo hơn được hả? Anh có thể trả lời tôi là không có đâu, cô đang đẹp lắm, đại loại vậy mà. Nói một câu nói dối thì phải dùng 100 câu để lấp liếm. Vậy nói dối thiện chí không được sao? Thì vẫn là đang nói dối. Tại sao tôi lại gặp phải một tên thật thà quá mức khiến người ta muốn học máu? Nếu như hôm đó mình đưa nó về nhà, liệu nó có thể sống thêm một thời gian nữa không? Hưởng thêm một chút cảm giác được yêu thương. Mày cũng giống như tao, đều bởi vì có vấn đề nên mới bị bỏ rơi thôi. Trên đời này quả thật không có thuốc hối hận. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Chỉ là chú chó con thật sự vô tội. Trong thế giới loài người, nó không hề có quyền lựa chọn, chỉ có thể sống theo suy nghĩ của người nuôi nó. Nếu như thật sự có kiếp sau, hy vọng chú chó nhỏ này có thể giống như tôi, làm lại từ đầu, sống một cuộc đời vui vẻ. Nhuế Nhuế. Má ơi. Khuya dậy rồi, sao con còn chưa ngủ? Cái này đưa cho má đi, còn cái đó ở bên đó. Để đó cho má được rồi. Tính sao bây giờ, bà nội dọn tới nhà mình rồi má. Dạ, xin chào quý khách. Dân Kỳ, em vào ngồi đi, đợi anh một chút. Anh cứ làm đi. Được.
Vẫn là cà phê anh pha hợp khẩu vị của em nhất, đặc biệt là loại Kona này. Hũ cà phê này sẽ là hũ cà phê chuyên dụng cho em. Và cả chỗ của em đang ngồi bây giờ, sau này sẽ là chỗ ngồi thuộc về em. Hũ cà phê này anh để ở đây, sau này chỉ cần em muốn uống thì anh sẽ chờ em. Quả nhiên, tình cảm đã hết thì tất cả đều không còn gì nữa. Em có muốn uống cà phê không? Không cần đâu, cho em ly nước lọc được rồi. Được. Em tới tìm anh có chuyện gì? Nhuế Nhuế vẫn chưa biết chúng ta ly dị cho nên... Tối qua Nhuế Nhuế gọi điện thoại cho em. Nó nói má anh đã dọn vào ở. Phải, má của anh đã biết chúng ta ly dị. Má lo anh không xoay sở nổi nên mới tới chăm sóc con gái giùm anh. Rõ ràng anh biết Nhuế Nhuế hơi sợ má anh mà. Em không hy vọng con gái gì nội của nó mà sống không được thoải mái. Anh biết, anh sẽ để ý. Vậy thì tốt. Em đi trước đi. Cho dù đã ly dị vẫn có thể làm bạn mà. Nhưng mà em không làm được. Xưng hô cũng lẹo quá ha. Cô dựa vào đâu mà đối với con tôi như vậy? Sau khi hai người đám cưới, nhà cửa con cái một tay nó lo liệu, ly dị. Muốn ly dị là phải nó đề nghị, cô có tư cách gì mà lên tiếng chứ? Ai đề nghị không quan trọng lắm. Lúc ký tên vào giấy ly dị không thấy được cái đó, kết quả với bác mà nói không phải mới là quan trọng nhất hay sao? Khuyên nhủ bao nhiêu lâu nay, nguyện vọng của bác cuối cùng cũng thành sự thật. Cô lúc nào cũng vậy á, ngang ngược không biết tới ai hết, tự tung tự tác. Cô lấy lương tâm ra mà nghĩ coi, từ lúc hai đứa hẹn hò cho tới lúc kết hôn, Chí Diễn đã đối với cô như thế nào? Nó yêu thương cưng chiều cô, tất cả mọi chuyện đều nghĩ cho cô. Cô muốn làm nữ cường nhân, muốn đi làm việc, nó liền từ bỏ tất cả công việc của nó. Cô không làm việc nhà, nó gánh hết mọi chuyện trong nhà, còn chăm sóc cho Nhuế Nhuế. Rồi thì sao? Bây giờ cô làm cho nó đau lòng đó. Con đã không còn là con dâu của bác. Tôi thấy xót con trai của tôi. Tôi xót nó đã bỏ ra quá nhiều, rốt cuộc lại không được nhận cái gì hết. Cho nên ý của bác là ảnh có thể không cần con, nhưng không thể là con không cần ảnh. Rõ ràng là cô không xứng với nó còn gì nữa. Câu nói này bác đã nói bao nhiêu năm nay rồi?
đức hạnh của cô mà muốn làm má của Nhuế Nhuế sao? Tôi khuyên cô đã muốn đi thì dứt khoát một chút, đừng có lấy đứa con mà bám riết không buông, vấn vương không dứt ra được gì hết. Vậy nên ý của bác là Nhuế Nhuế là con cháu nhà họ Lục chúng tôi. Lúc đầu khi tụi con ly dị đã thỏa thuận cùng nhau nuôi dưỡng. Cùng nhau nuôi dưỡng? Tôi chưa đồng ý, ai nói cũng không tính. Nhuế Nhuế là con gái của con. Nó là cháu gái của tôi. Quyền nuôi dưỡng là chuyện của con với chị Diễn. Hy vọng bác có thể hiểu được điều này. Con không hy vọng mọi chuyện tới cuối cùng phải dùng tới pháp luật để giải quyết vấn đề. Pháp luật hả? Má, tôi lại muốn đứng về phía nó nữa sao? Anh đừng quên chuyện anh đã hứa với em. Cái gì nữa? Không có. Cô ấy chỉ nói với con ráng chăm sóc chu đáo cho Nhuế Nhuế. Chuyện này còn nói nữa sao? Đã ly dị xong rồi còn chạy tới đây ra lĩnh cái này chỉ huy cái nọ. Thiệt là. Bị nó đề nghị ly dị thì thôi đi, cùng nhau nuôi dưỡng cái gì nữa. Sau này có thể kệ nó thì kệ nó đi, biết chưa hả? Con biết rồi. Được rồi, mau vào trong đây đi, trong tiệm vẫn còn có khách đó, mau lên.